Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2020, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh dẫn đầu đã đến thăm làm việc với doanh nghiệp trà Hoàng Ngọc 7 Nga. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020. Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát một số hộ nuôi chim yến trong thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. Công đoàn viên chức tỉnh Tây Ninh góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Hàng loạt cây xanh trên đường 30 tháng 4 bị trồi rễ lên cao so với vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ bật gốc. Tấm gương chị Nguyễn Thị Lê tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý khán giả, chiều ngày 2 tháng 6, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh dẫn đầu đã đến thăm làm việc với doanh nghiệp trà Hoàng Ngọc 7 Nga tại huyện Dương Minh Châu. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và huyện Dương Minh Châu. Đoàn đã đến thăm vùng trồng nguyên liệu sản xuất trà Hoàng Ngọc tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu và cơ sở chế biến các sản phẩm trà Hoàng Ngọc 7 Nga tại xã Chà Là và xã Phan, huyện Dương Minh Châu. Doanh nghiệp trà Hoàng Ngọc 7 Nga được thành lập từ năm 2001 với chủ lực các sản phẩm trà túi lọc, thảo dược, chế biến từ rễ và lá cây hoàng ngọc. Hiện nay, doanh nghiệp có vùng trồng nguyên liệu với diện tích khoảng 50 ha, trong đó thuê của nhà nước 20 ha, diện tích của doanh nghiệp khoảng 30 ha để trồng hoàng ngọc, nghệ, ngâu. Về công suất nhà máy có diện tích hơn 5.000 m2 với đầy đủ trang thiết bị cho quy trình chiết xuất dược liệu và sản xuất các sản phẩm dạng trà túi lọc, trà hòa tan, viên nang. Qua buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh và đoàn công tác chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, nhất là sau dịch bệnh COVID-19. Sau buổi khảo sát làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh dự kiến sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại nhằm lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau dịch bệnh COVID-19. Ngày 3 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020, trong đó tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn tác động tới tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 358 tỷ đồng, đạt trên 50% so với dự toán tỉnh thành phố giao và trên 21% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Kết quả thực hiện nghị quyết số 42, quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Tây Ninh đã hoàn thành công tác chi trả cho trên 5.000 người thuộc đối tượng 567 với kinh phí là trên 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình hình phát triển kinh tế xã hội bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến việc tiêu thụ nông sản, sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, ngành du lịch và các hoạt động lưu trú, giải trí bị ảnh hưởng rõ rệt. Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn còn nhiều bất cập như xây dựng nhà chưa có giấy phép, rác thải đô thị chưa xử lý triệt để, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân yêu cầu cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh phải làm tốt việc bảo vệ chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt cần đảm bảo lợi ích của người dân trong các vấn đề thu hồi đất, giải quyết mặt bằng, không để phát sinh ra điểm nóng khiếu kiện, đặc biệt không được để xảy ra tiêu cực trong quản lý đất đai, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội. Thành phố phải tăng tốc hơn nữa trong việc phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đại hội đảng bộ thành phố. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố phải khắc phục một số khó khăn về thực hiện cơ chế chính sách hạ tầng nhân lực, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hiện có gắn với thực tiễn và công nghệ 4.0 mới đạt được yêu cầu trong việc xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới. Tại hội nghị, một số kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Ngày 3 tháng 6, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Phạm Văn Đặng, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát một số hộ nuôi chim yến trong thành phố Tây Ninh và trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Cuộc khảo sát nhằm ghi nhận những ý kiến của cử tri về việc nuôi chim yến trong khu dân cư gây ảnh hưởng như thế nào đến đời sống người dân. Qua khảo sát tại một số điểm nuôi chim yến trong khu dân cư đông đúc, nhiều người dân rất mệt mỏi, bức xúc
vì tiếng ồn của loa gọi yến phát ra khiến họ không thể nghỉ ngơi. Những người nuôi chim yến thì lại khẳng định họ tuân thủ các khuyến cáo về tiếng ồn, không làm phiền người khác. Trong thời điểm đoàn khảo sát làm việc, hầu hết các hộ nuôi chim yến đều không phát loa lớn. Một số người dân đã chọn phản ánh đến tổ trưởng tổ dân phố hoặc phản ánh đến ủy ban xã phường nhưng không muốn góp ý trực tiếp do lo ngại xích mích với hàng xóm. Tuy nhiên, ở xã Long Thành Nam đã xảy ra việc hàng xóm cự cãi, thậm chí khiếu nại vì việc nuôi chim yến gây tiếng ồn. Hiện tại, tỉnh Tây Ninh chưa có quy hoạch về vùng nuôi chim yến để điều chỉnh hoạt động, nên người dân vẫn xây dựng các nhà yến rải rác trong khu dân cư, gây ra nhiều phiền toái cho người dân. Bên cạnh đó, những người có nhu cầu nuôi chim yến cũng phải tự dò dẫm, tìm hiểu thông tin từ các công ty tư vấn. Khi xây nhà yến vẫn phải xin phép xây dựng nhà ở, nên quyền lợi của họ cũng chưa được đảm bảo. Đoàn làm việc đã ghi nhận các ý kiến của cử tri và sẽ làm việc với các sở ngành liên quan để có các giải pháp cho vấn đề này. Chiều ngày 2 tháng 6 tại huyện Châu Thành, khối thi đua thanh tra các huyện thị thành phố tổ chức sơ kết hoạt động khối thi đua thanh tra 6 tháng đầu năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, khối thi đua đã triển khai thực hiện được 23 cuộc thanh tra hành chính và đã ban hành kết luận 10 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kinh tế với số tiền trên 3 tỷ 350 triệu đồng, kiến nghị thu hồi trên 2 tỷ 164 triệu đồng. Đến nay đã thu hồi nộp ngân sách được trên 1 tỷ 479 triệu đồng, đồng thời đã kiến nghị xử lý hành chính 2 tập thể và 22 cá nhân. Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chánh thanh tra các huyện, thị, thành phố đã tiếp được 19 lượt người. Qua tiếp công dân, chánh thanh tra các huyện, thị, thành phố đã lồng ghép tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn các luật liên quan, trong đó có luật khiếu nại tố cáo để người dân gửi đơn đến đúng cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Tại buổi sơ kết, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại hạn chế như việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của thanh tra chính phủ vẫn chưa đồng bộ, chưa thực sự mang lại hiệu quả. Việc trích xuất số liệu phần mềm và báo cáo chưa trùng khớp dẫn đến công tác tổng hợp báo cáo đôi lúc chưa đạt yêu cầu. Trong công tác chuyên môn, việc chấp hành chế độ báo cáo bằng văn bản định kỳ theo thông tư số 03 của thanh tra chính phủ ở một số đơn vị còn chậm trễ về thời gian và biểu mẫu còn sai sót. Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2020, Công đoàn viên chức tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Võ Văn Tân gợi ý một số nội dung đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục, quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trí tuệ, tập trung dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hữu ích để giúp hoàn thiện văn kiện Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh một cách tốt nhất. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với chủ đề, bố cục, nội dung được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, đóng góp thêm một số nội dung về sử dụng câu từ, cách diễn đạt trong báo cáo chính trị để rõ ràng, dễ hiểu hơn. Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Trảng Bàng đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng, tiểu thủ công nghiệp có nhiều tiến bộ. Tổng nguồn vốn thực hiện cho phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt trên 100 tỷ đồng. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so nghị quyết vượt 25%. Công tác thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2020, hàng năm phường đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, bình quân mỗi năm thu nộp hơn 20 tỷ đồng. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, linh hoạt và hiệu quả, nông nghiệp, chăn nuôi tạo nguồn thu nhập ổn định. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư từng bước hoàn thiện, đồng bộ. Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được đảm bảo. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ phường khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Linh được đại hội tín nhiệm tái cử bí thư đảng bộ phường Trảng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 3 tháng 6, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo đề tài khoa học ứng dụng công nghệ tạo viên không nhiệt để sản xuất phân bón NPK kết hợp silica từ tro trấu tại tỉnh Tây Ninh. Đây là đề tài do Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón NPK 10% silica từ nguồn tro trấu ở Tây Ninh, ứng dụng công nghệ ép hạt không nhiệt bằng công nghệ sản xuất đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được thảo nghiệm thực tế việc vận hành của thiết bị tạo viên không nhiệt để sản xuất phân bón NPK. Dựa trên công suất thiết kế 1 tấn một giờ của thiết bị sản xuất phân bón NPK 10% silica dạng hạt, các yêu cầu kỹ thuật sẽ được xây dựng để giao cho cơ sở chế tạo. Với công nghệ ép hạt không viên, một trong những ưu điểm so với việc tạo hạt bằng hơi ẩm và sấy truyền thống là thành phần nguyên liệu có thể thay đổi trong giới hạn rộng mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Trong thời gian tới, Trung tâm Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh để thử nghiệm phân bón trên quy mô thực nghiệm trên đồng ruộng và tổ chức hội thảo để thông báo kết quả cũng như hướng triển khai đề tài. Sáng ngày 3 tháng 6, Trường Trung học Cơ sở Trường Tây, thị xã Hòa Thành tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Trung học Cơ sở Trường Tây được thành lập từ tháng 7 năm 1999, có diện tích hơn 9.500m², 26 lớp. Với tổng số gần 1.100 học sinh. Các khu vực dành cho phòng học, phòng bộ môn, phòng hành chính quản trị, sân chơi được bố trí hợp lý, khoa học và đảm bảo điều kiện sạch đẹp. Toàn trường có 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tất cả viên chức phụ trách các công việc đều được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, tỷ lệ học sinh được xét tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt 100%. Trường luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và được đánh giá đạt loại tốt nhiều năm liền. Với kết quả đạt được, Trường Trung học Cơ sở Trường Tây được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Như vậy, đến nay, toàn thị xã Hòa Thành có 24 trên 44 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt hơn 54,5%. Theo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2020 giảm 1,35% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, đơn hàng xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài giảm hẳn, sức tiêu thụ nội địa cũng chững lại, nên người lao động giảm thời gian làm việc. Đa số các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ ở Tây Ninh lại không đủ nguyên liệu do không đủ nguồn vốn và chủ yếu là gia công, nên nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào khách hàng. Hiện nay, lượng bột tồn kho của một số nhà máy chế biến tinh bột mì ở các huyện Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu là trên 12.000 tấn. Thành phẩm cao su xuất khẩu tồn kho ở công ty cổ phần cao su Tân Biên và Tây Ninh là gần 3.000 tấn do gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương sớm triển khai các giải pháp theo Nghị định 41 và 42 của Thủ tướng Chính phủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cho vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp, nhằm đồng hành chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Châu đã đạt được kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều đổi thay, môi trường được cải thiện, đời sống người dân được nâng cao. Hiện nay, Tân Châu đã có 4 xã nông thôn mới, đó là Thạnh Đông, Tân Hưng, Tân Hà và Suối Ngô. Trong số này, có 2 xã biên giới. Mức thu nhập bình quân của người dân trong năm 2020 đạt 50 triệu đồng trên người trên năm. Các xã còn lại, bình quân mỗi xã đạt 13,82 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Riêng các xã biên giới, bình quân đạt 16,5 trên 19 tiêu chí. Toàn huyện có 18 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế có bác sĩ trực. Xây dựng nông thôn mới đã đem lại những đổi thay ở vùng nông thôn huyện Tân Châu. Người dân phấn khởi đóng góp công sức, thực hiện các tiêu chí và đón nhận thành quả đạt được. 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhân dân huyện Tân Châu đã đóng góp ngày công lao động, tiền mặt, hiến đất, tổng trị giá trên 47 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, huyện Tân Châu phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn, nâng số xã nông thôn mới của huyện lên 6 xã. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 3 năm 2020 vừa qua, xã biên giới Ninh Điền, huyện Châu Thành, sau 7 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Để đạt được điều đó, có sự chung sức đồng lòng của người dân địa phương. Sau đây là phóng sự về tấm gương của chị Nguyễn Thị Lệ, chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ số 03, chi hội phụ nữ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới do phóng viên Anh Thảo và Duy Hiển thực hiện. Đến ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, hỏi về chị Nguyễn Thị Lệ, thì bà con dân tộc nơi đây đều kể về chị với tình cảm thân thương, quý mến nhất. Sống trong khu đồng bào dân tộc Khmer, để hòa nhập với bà con không phải là điều dễ dàng. Vậy mà,
chị Lệ đã làm được điều đó và còn được bà con tin tưởng. Đảm nhận vai trò là chi hội trưởng phụ nữ ấp Bến Cừ, tổ trưởng tổ phụ nữ số 3. Hội viên đa số đều là người dân tộc. Chị đã dùng tình cảm của mình để chia sẻ với chị em, dùng uy tín của mình giúp chị em có công ăn việc làm, cuộc sống đỡ vất vả khó khăn hơn. Trong những buổi họp tổ phụ nữ, chị luôn hướng dẫn chị em hội viên phụ nữ hưởng ứng các cuộc vận động thông qua những việc làm thiết thực như 503 sạch, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, không chăn nuôi gia súc trước cửa nhà, xóa bỏ dần các hủ tục mê tín. Để giúp cho chị em thoát nghèo, chị vận động chị em tham gia góp vốn xoay vòng, rồi dùng số tiền đó giúp các chị em khi gặp khó khăn hoạn nạn, giúp các chị em chăn nuôi trồng trọt, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà cho hộ phụ nữ nghèo, người nghèo trong ấp. Đặc biệt, chị và gia đình rất tích cực tham gia phong trào Ninh Điền chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua các việc làm thiết thực như đổ đất dặm vá đường nông thôn ở khu đầu cầu thuộc ấp Bến Cừ, chiều dài khoảng 1,5 km, trị giá thành tiền là 4 triệu 400 ngàn đồng. Thường xuyên vận động chị em và bà con dọn dẹp đường làng ngõ xóm sạch đẹp, thực hiện thắp sáng đường quê với tuyến đường khoảng 4 km, sửa chữa một căn nhà cho hộ phụ nữ nghèo trị giá 30 triệu đồng. Dạ, chị Lệ có chị tốt lắm, dạy chị dân đồng làm đường làm gì rồi mới bà khổ khổ á. Dạ. Cụ bà cũng cho quà. Dạ. Thấy hai năm nào bà cũng cho. Dạ. Dân đồng đi làm đường có chị em đi, rồi dân đồng anh em đi học hành, rồi em trẻ em đi học không có tiền rồi cũng cho. Dạ. Chút định gì cho chị em đặng mua quần áo mặc này kia nọ đặng có đi học. Dạ, nhờ chị vận động mới có đường này sạch sẽ đi học, đi hành gì đó. Nhìn thấy cách chị chia sẻ trò chuyện với chị em phụ nữ và người dân là người dân tộc Khmer ở đây, mới thấy sự gần gũi, giản dị và thân thiện của chị cùng với những điều chị đã làm, đã đem lại cho bà con nơi đây. Nên họ tuyệt đối tin tưởng vào chị. Cũng như nói thẳng khổ mà cũng không có khổ hơn cái người khác, rồi thấy mấy người khác người ta còn khổ hơn mình, cho nên từ cái chỗ tôi đó mà cái tấm lòng của mình, cái mình đã đóng góp, tuy rằng mình không có đóng góp nó không có được đáng gì bao nhiêu, nhưng mà khi nào cũng có một tấm lòng nho nhỏ đặng giúp đỡ cho mấy bác mà già rồi khổ, rồi vì khi mà đường về nông thôn mới thì mình cảm khả năng mình giúp cái gì thì mình giúp, chứ cũng không có suy nghĩ cái gì để mình giúp cái đó đặng mình có lợi hay gì hết á. Chỉ cũng như khả năng của chị, vậy thấy người ta mình khổ người khác còn khổ hơn thì tự nhiên cái sức phát của mình, cái tấm lòng của mình giúp người ta. Yeah. Chứ chị cũng không có suy nghĩ gì ra trơn nữa. Khi nói về những đóng góp của mình, chị Lệ chia sẻ thêm, xây dựng nông thôn mới không chỉ là trách nhiệm của cơ quan hay tổ chức nào mà là của cả xã hội và của mỗi người dân, vì không chỉ mọi người đều được hưởng lợi mà trong đó có cả bản thân và gia đình mình. Quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Ninh Điền đạt được kết quả như ngày hôm nay thì đã được Ủy ban tỉnh công nhận năm 2019, thì đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đã lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó cũng có sự đóng góp ủng hộ của các mạnh thường quân, các cá nhân và tổ chức. Trong đó là đặc biệt là có cái sự đóng góp của gia đình chị Nguyễn Thị Lệ. Chị Lệ này đặc biệt cái là ở trong trung tâm của cái đồng bào dân tộc, nên là chỉ là thường là vận động các người dân tộc này là xóa bỏ mọi cái hủ tục mà lạc hậu để mà thực hiện cái nếp sống mới như hiện nay. Với những đóng góp tích cực đó, chị Nguyễn Thị Lệ đã được Ủy ban nhân dân huyện xã tặng giấy khen vì có thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm hiện tại, nước ta đã 48 ngày không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý không được chủ quan, tiếp tục kiểm soát tốt COVID-19, nhất là lực lượng trên tuyến biên giới, đường mòn lối mở, các cửa khẩu. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 năm 2020. Thế giới, số người nhiễm 6.474.784 người, số ca tử vong 382.923 người, số ca chữa khỏi 3.083.701 người. Việt Nam, số người nhiễm 328 người,
số ca chữa khỏi 302 người. Việt Nam không có trường hợp nào tử vong do COVID-19. Tại Tây Ninh, số người nhiễm 4 người, số ca chữa khỏi 4 người. Cập nhật đến 15 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh Tây Ninh cách ly tại cơ sở y tế 66 người, cách ly tập trung 245 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 12 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú đã qua 14 ngày 4.324 người. Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả cùng đến với tiết mục Vì văn minh cuộc sống. Thưa quý khán giả, ghi nhận dọc theo vỉa hè đường 30 tháng 4 nối dài, đoạn từ trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đến ngã ba Mít 1, hàng loạt cây xanh bị trồi rễ lên cao so với vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ bật gốc và ngã đổ bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho người dân dọc theo tuyến đường vô cùng hoang mang lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão đang sắp đến. Đây là hình ảnh một cây dầu trước nhà dân. Bộ rễ của cây trồi lên cao so với vỉa hè. Không chỉ có một cây mà đi dọc suốt tuyến đường, hàng chục cây xanh cũng trong tình trạng tương tự. Bằng mắt thường dễ dàng nhìn thấy có cây xanh đã bị đứt rễ. Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, một số công trình ngầm hóa được thực hiện không đồng bộ, dẫn tới việc đào xới, san lấp vỉa hè diễn ra nhiều lần, làm rễ cây bị ảnh hưởng. Vào mùa mưa năm trước, đã có tình trạng cây xanh bật gốc đổ vào nhà dân. Những ngày qua, đơn vị chăm sóc cây xanh cũng đến tỉa cành, cắt ngọn, nhưng nhiều người vẫn lo ngại. Hổm làm đường đó cũng đào móc nhiều lần lắm rồi rễ chị thấy bứt hết rồi. Rồi trời mưa giông thì cái cây cũng cao, chị sợ cũng sập vô nhà. Đầu bên đây cũng sát, rồi bên này bên ngoài cũng sát, bên trong cũng sát, rồi rễ thấy nó bứt hết rồi cái gốc lồi lên vậy thì cũng dễ bật gốc. Điển hình là năm rồi một dạ cây này nó ngã hết mấy cây còn ngay nhà chú luôn. Bây giờ gốc nó trồi lên đến đây nhà chú là quán ăn. Nếu mà mưa bão thì người ta dòm gốc cây, người ta không đến, không dám đến, người ta sợ nguy hiểm. Với cái tàn lớn cao mà tàn lớn thì dông bão là rất nguy hiểm, thậm chí là không dám rành trước luôn nếu mà có trời dông bão. Mặc dù là có nhân viên có tỉa nhánh rồi nhưng mà chú thấy cũng không an tâm, cũng có phần nào lo sợ đó, lỡ có chuyện gì ấy đâu biết nó ngã lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho người dân, các ngành chức năng cần nhanh chóng rà soát, kiểm tra lại hàng cây trên tuyến đường này để có phương án hợp lý, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc khi mùa mưa bão đang đến gần. Thưa quý vị, chương trình Vì văn minh cuộc sống phản ánh đa chiều sự chuyển động của đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi các thông tin, những hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt hoặc những tồn tại bất cập làm mất mỹ quan đô thị nông thôn về chương trình theo địa chỉ. Email tinthoisu.ttv11a@gmail.com, Inbox Facebook Xuyệt Tây Ninh TV Online hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333 nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý khán giả cùng xem lại các chương trình thời sự trên website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.